Các bạn đã quay trở lại với channel. Có thể bạn chưa biết, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 bí mật được lưu hành nội bộ trong các hãng hàng không. Các bạn thân mến, do nhân viên của các hãng hàng không am hiểu về quy trình nghiệp vụ cũng như có kinh nghiệm phong phú trong việc giải quyết các vấn đề về các chuyến bay, cho nên họ có rất nhiều bí quyết để lưu truyền nội bộ. Nếu các bạn biết được những bí quyết này, các bạn có thể đặt được những chuyến bay rẻ và tốt hơn, chọn được những chỗ ngồi thích hợp và được phục vụ nhanh nhất. Theo tờ Business Insider, nội bộ nhân viên của các hãng hàng không có truyền tay nhau một số mẹo vặt để đặt vé, tìm chỗ được coi là bí mật của ngành. Video này sẽ giới thiệu với bạn 6 trong số những bí mật đó. Thứ nhất, thời gian thích hợp nhất để đặt mua vé chính là vào khoảng 2 giờ 30 chiều ngày thứ ba. Hầu hết vé được bán vào cuối tuần và phải mất một khoảng thời gian là một ngày để xử lý chúng. Sau đó, hãng hàng không sẽ sắp xếp bán các vé còn tồn lại. Nếu chúng ta đặt vào lúc này, có thể mua với giá rẻ bất ngờ hoặc nhận được ưu đãi nhất định. Các bạn nhớ nha, nên đặt vé hoặc là săn vé vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ ba. Và lưu ý thứ hai là khi các bạn ở trên máy bay, độ ẩm không khí ở trong các khoang máy bay thường là dưới 20%, thấp hơn độ ẩm 25% của sa mạc Sahara. Trong điều kiện khô như vậy, rất dễ bị mất nước. Vì vậy, trước khi lên máy bay, hãy bổ sung đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, khi lên máy bay, hãy mang theo một chai nước hoặc một bình trà lớn để bổ sung nước bất cứ lúc nào. Lưu ý thứ ba cho các bạn là các bạn nên chọn thời gian bay trong giờ hành chính, thường là vào khoảng 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, để có thể tránh việc ngồi cạnh các hành khách mang theo trẻ sơ sinh. Theo số lượng thống kê thì hầu hết các phụ huynh đều sẽ không chọn các chuyến bay có thời gian cất cánh theo giờ hành chính. Thay vào đó, họ thường đặt các chuyến bay vào buổi đêm hoặc chuyến bay sớm. Ngoài ra, cũng nên tránh ngồi gần vách ngăn vì nôi của em bé có thể được cố định ở vị trí này. Lưu ý thứ tư cho các bạn là nếu như các bạn muốn đặt vị trí ở một vị trí tốt hơn, bạn nên mang theo một ít tiền mặt trong người. Trong trường hợp bạn không hài lòng với chỗ ngồi hoặc có thể trả thêm tiền để đổi vị trí với hành khách khác. Lưu ý thứ năm là các bạn nên ngồi ở hàng ghế phía cuối máy bay. Khi cần thiết, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng hơn, nhờ đó cũng có thể nhận được thêm đồ uống, thức ăn hoặc sự phục vụ. Đương nhiên, bạn cũng phải có cách cư xử lịch sự và chu đáo. Lưu ý thứ 6 cho các bạn là nên làm thủ tục hàng không trước để tránh bị hủy bỏ chỗ ngồi, bởi vì có một số hãng hàng không sẽ hủy chỗ ngồi của một số hành khách khi số lượng đặt vượt mức. Trong đó, những chỗ ngồi bị hủy thường là vé của những hành khách có mức giá thấp hoặc của những vị khách làm thủ tục lên máy bay muộn nhất. Và một số lưu ý về cách chọn chỗ ngồi. Các bạn nên chọn chỗ ngồi rộng rãi để chân thoải mái nhất, tức là vị trí cạnh cửa thoát hiểm. Lối đi của chỗ ngồi bên cạnh cửa thoát hiểm là vị trí tốt nhất để chân. Với nam giới và những người có đôi chân dài, vị trí này chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Không còn phải chịu đựng nỗi khổ đau đầu gối khi ngồi hàng ghế đầu. Tuy nhiên, những vị trí này thường bị các hãng hàng không giữ lại. Khi có cơ hội, bạn phải đặt thêm phí để đặt chỗ, hoặc tham gia các chương trình khách hàng thân thiết mới có quyền ưu tiên chọn chỗ ngồi. Vị trí ngồi yên tĩnh nhất, các bạn nên cố gắng tránh xa cánh máy bay. Động cơ máy bay nằm ở phần cánh, do đó khu vực gần cánh máy bay âm thanh sẽ rất lớn. Ngoài ra, máy bay và không khí dễ sinh ra ma sát và xuất hiện tiếng gió. Vì vậy, những vị trí ngồi gần cửa sổ tiếng gió sẽ càng lớn hơn. Xem xét trên phương diện số lượng hành khách, vị trí đuôi và hai bên thân máy bay tương đối yên tĩnh. Còn những vị trí gần nhà vệ sinh, phòng bếp trên máy bay, cửa cabin và lối đi sẽ ồn ào hơn. Đặc biệt, lượng người qua lại ở lối đi khá nhiều. Để tránh va chạm với những hành khách khác và đảm bảo tính an toàn, vị trí này không phù hợp với người cao tuổi, sức khỏe yếu, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ hoạt bát hiếu động. Vừa rồi là video 6 bí mật được lưu hành nội bộ trong các hãng hàng không. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, comment và subscribe để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.